Trời ơi, nay bán mấy người vậy? Có mình mà bán hả? Ý Lan qua nữa. Phải cho cô Ý Lan qua. Hello mọi người nha. Hôm nay em đem qua một bình bông phát tài thay cho má Mỹ để tặng cho bé Don. Chúc cho bé Don khai trương hồng phát nha nè. Cứ hướng dẫn sử dụng luôn nè. Coi coi có mấy ngày thay nước đó. Thấy giờ bán được không? Được rồi, vui vẻ đi. Trời ơi, cái đẹp dữ vậy. Nhà bậy coi hướng dẫn sử dụng. Thì nó phải thay nước theo ngày của nó. 7 ngày sau bỏ cái nước này ra rồi thay cái nước khác vô. Nó sống hoài. Má Mỹ tặng. Trời ơi. Cảm ơn má Mỹ rất là nhiều nha. Cảm ơn quá trời đẹp luôn á. Đi đâu đây? Để đây đi ha. Ủa. Để nó dừng bể nha. Còn không, để lên trên kia đi. Để lên trên kìa. Để lên trên. Ờ, để dưới khi ta lù khư rồi. Tùn khu. Thêm nước vô được không? 7 ngày sau cái nước là cái nước rễ. Đó cái giấy của nó nè. Đó thì quý vị ơi. Mọi người ai ra đây thì ghé vô gian hàng này là gian hàng mấy vậy? D23. D23 nha quý vị nha, D23. Ghé qua gian hàng này ăn ủng hộ cho. Gọi tên, gọi đủ đủ, quay từ ngoài vô đây nè. Trời ơi, ồ đó, quay từ ngoài vô đây là rất đẹp. Đó nha quý vị nha, bé Don đã khai trương rồi nha quý vị. Ngày mai thì cái quầy của em sẽ đằng sau kia mà ngày mai mới được, phải có bảng hiệu nó bán. Trời ơi, có bình bông mà che mất tôi luôn rồi trời. Qua đây đi. Thần ơi. Ờ, đó phải vậy đi không? Đi. Đó mọi người ơi, rảnh thì ra D23 nha quý vị nha. Ăn gỏi đu đủ, gỏi sen của bé Don. Nó nghe là để cho nó bán đây, mình không yên tâm, ghen quá phải vô đây mở ghế gì đấy, phải không? Vậy luôn á hả? Để cho nó khỏi thôi, quỷ ma này kia nọ, trời ơi, quá ghê. Trời xui ghê. Nó nghe nè, vô đây hai vợ chồng wow, sao mà mua nhà lầu đi không? Xui lắm, từ đây tới Tết gán wow đi không? Mọi người nhớ ủng hộ nha mọi người ơi. Đó, ở đây là lúc nào? Ê, trời ơi, nghe nè, vậy đi không? Phà không phải lại được nè. Ờ. Nó nghe nè bà nghĩ tới chuyện được phà hả? Cắm đầu cắm cổ không có làm kịp đâu. À cũng vậy mà. Chỉ ơi, là phà được ngày thứ hai thứ ba thôi, là xú thì là xu luôn. Còn thứ tư, thứ hôm qua thứ năm là đỡ nè, bữa thứ sáu là tươi nè, thứ bảy chủ nhật là bà lòi lồn. Không có lòi gan đâu. Thôi kệ lòi lồn. Ấy. Thôi cũng không lòi. Mà tự nhiên kỳ cục nói. Lòi không sao hết trơn á, kệ nó. Lòi luôn đi, lòi luôn đi. Vui vẻ đi mọi người. Không mà phải qua đây cũng ok, sáng sủa mà. Ờ. Nhờ đèn á, quắn đèn quá trời, cái trăm cũng đèn vậy. Ủa. Mà đây nó có ngăn cái này không? Không, nó ngăn, nó cho mình ngăn hả? Muốn ngăn ngăn chứ. Chứ bên kia ta ngăn rồi kìa. Ở ngăn là sao đi ra vô được bà? Ai biết. Giới thiệu hai tôi biết. Giới thiệu đi. Bà má người ta tôi biết, tôi đang nhìn nó. Ủa, giờ giới thiệu cái gì? Tao mấy thường mà hỏi tôi cái đi. Hỏi đi. Anh ra gửi nè anh. Gửi nè. Gửi có sen anh ơi. Đó đây là phải gì đó hiểu không? Quắc hoài. Quắc không? Giống như làm gái em hiểu thôi, giờ lỡ em bung luôn. Trời ơi, sợ gì đâu. Để giới thiệu đi nè. Sen nè, thịt nè, tôm, lỗ tai heo nè. Rau găm ăn vô cho dăm vô. Ờ đó. Rồi cái này là đu đủ nè. Ăn vô cho đủ đầy. Ở đây á là em bán gỏi ngó sen và gỏi đu đủ. Thì cho thành phần trong đó gồm có tôm, thịt và tai heo và da heo. Thì tất cả nguyên liệu trộn lại ra món gỏi. Thêm rau răm vô nữa. Ăn gì vậy cô? Rồi làm phần bưng ra ngoài cho. Ở đâu? Ở đâu? Chỉ nơi. Làm đi. Bà má đó ngày nào cũng ăn tôi chứ. Ok. Rồi ra ngoài đi con, đem ra cho. Rồi nó đem ra cho má. Kêu ngó xanh đó, má chỉ nó. Bà má dễ thương đó, ngày nào cũng ăn em hết trơn. Ủa quên ăn đồ của em hết rồi. Bây giờ nay thấy em đứng ở đây qua ủng hộ Don nè. Đó, nói chung ở đây rất là sáng sủa. Mọi người nhớ tới nha, D23 cho quý vị nha. Đứng ở đây nói chuyện mà mệt, hấn trọng lắm. Nó lớn lên nó được, phải không? Thiệt, ồn quá. Đặc biệt là cái nước này, trời ơi, nước này không có đâu có nha. Cái nước này độc quyền của bé Don nha mọi người. Trộn đi má ơi. Đó. Thấy sao? Mọi người thấy sao? Quá chết luôn á. Trộn. Cái món này là đặc biệt là phải bóp nắng đó, bóp nè, bóp qua bóp lại nắng tới, bóp nắng qua bóp lại, bóp tới, bóp luôn, bóp tào lao, bóp tùm lum. Rất là nhiều nha, hộp nhiêu vậy? 60. 60 ngàn, rất là nhiều nha mọi người. Ăn 3 người đủ thôi, một người thôi. Nhiều lắm. Có 3 người ăn con hộp.
mông. Tôi mấy anh phi đi bé ơi, cho nó hấp dẫn. Mông mông đi. Đó. Rồi. Con cho cô đi, cho mẹ đi. Đi cho bà má đi. Đó mọi người ơi, ngoài đây rất là vui. Và hả? Và ra này là sẽ có dài, rất là nhiều gian hàng. Mọi người yên tâm vô đây giải trí. Và nếu như mà ghé đây uống nước của Hậu Nhi thì đây cái quầy nước sau lưng mới đòi luôn. Và đối diện với sân khấu luôn, ngay sân khấu luôn. Nên là mọi người cứ ghé đây uống nước của Hậu Nhi nha. Đủ chưa? Mới xíu rồi mẹ. Bà nói thêm 4 phút nữa đi. Đời. Wow nha. Ủa, wow. Thấy đâu em bán ở đây có mấy đâu đây rồi chật chội quá. Đi ra bán nè. Rồi ra đây đứng trước nè. Trời ơi. Ngồi đẩy luôn đi má ơi. Trời ơi. Hồi quá giờ mình. Ủa trời ơi ai? Ai ghê vậy? Thôi, ghê quá má ơi. Ghê. Ghê. Thôi, sao biết không biết ai? Ủa cực đủ là bà nào? Trời ơi ghê quá vậy. Trời ơi ghê quá mọi người ơi, em sợ. Em sợ. 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 Ê BD Dũng kìa. Dũng BD kìa, trời ơi. Dạ đây khỏe không? Trời ơi. Tức ghê. Qua tính phạt con BD Dũng cái tên. Ai phạt? Con BD Dũng bạn tôi với Dũng Du hồi xưa. Bây Dũng đâu? Đĩ ra ngồi khu chăn đen á, mang đĩ ra chán cá. Ủa làm gái hả? Đâu có đâu, đâu làm gái gì đâu. Hồi xưa làm ngoài Lý Thường Kiệt, ăn hủ tiếu gõ đứng ngoài đó nó ngập hoài. Vậy hả? BD Dũng. Đâu là kéo mà khỏi khen cũng được. Xú, hợ. Da, da, ai da da rồi. Đó cái quầy rất là dễ thương nha quý vị. Mà đặc biệt là giá rất là bình dân. Nói chung thì bé Don bán gỏi ngon thì ai cũng đã biết rồi. Nhưng mà giờ mở thêm gian hàng trong đây thì mọi người phải biết cái địa chỉ để mà ghé vô ủng hộ. Hồi nãy giờ bán mới có 16 triệu à. Cái dễ nữa. Mới bán mở con tiếng bán 16 triệu. Trời ơi. Mà bán bằng tôi một đêm bảy mấy triệu mà gắn mà bán đi má. Má mới có một giờ thôi, một đêm là bán có 100 triệu má. Tôi bán. Nãy tôi nói mới còn giờ mà một nguyên một game nữa còn thời gian là dài. Đêm tôi bán đó bữa hỏi nay bán được như 74 triệu, ai cũng nhìn. Đêm nay em bán được 130 mấy triệu. Hay ngắm rồi. Hay 375 ký ngó sen. Ồ vậy luôn hả? Nó nghe nè. Nhờ xe tải chứ không tin hơi dở không chứ người dở không nổi nhiều quá. Má kia đi một buổi đêm đem bán 700-800 đó. Thầy có hỏi thầy không? 700-800 đó má. Cái này bán nước rồi má ơi. Ừ. Cái nhỏ này nè, cái nhỏ này nhân viên của tôi má. Còn không nhân lê kìa má. Ông giật lê hả? 500. Không, bổ nó chịu 2 má. Chịu 2 cuối tuần. Trong tuần 500. Mày bà vui vẻ đi. Anh cái viên chưa nhờ? Anh gửi đi anh. Mà ngoại rồi bữa hổm nó đụng cái không làm mà nghĩ sao vậy? Trời ơi, trời ơi, không hợp rồi đó. Trời ơi, trời ơi, kỳ quá trời, trời. Nghe nè, thôi như vậy xong rồi đó, không hợp. Ủa gì kỳ vậy ba? Khách người ta họ mồi cái yên chiên bà nội. Không có, không hợp nhau rồi đó. Người ta kêu cái yên chiên. Ông nói là bữa làm lộn, ông nói là có thái mà làm lộn nước mắm mấy ông giận rồi. Rồi đó. Giờ này chưa có vui. Đâu có ai đâu ghẹo. Đúng rồi. Thì nói chung ơi mọi người ơi, mọi người thì ngày hôm nay á em khai trương ở đây thì mọi người có rảnh, ngày nào giờ nào rảnh thì có đến làm xe que ủng hộ em cũng như Bội Nhi và cái gì em tiểu thương ở đây. Rất là nhiều món luôn, mọi người có thể tha hồ mà lựa chọn. Rồi còn được á vui vẻ cùng gánh hát lô tô hương em nữa. Mọi người đến đây ủng hộ nha. Đó là đang nhìn rồi má ơi. Giống như người quen quá mà nhìn nãy giờ nhìn không có ra. Thằng đó, nhìn nó quen. Mọi người ơi, tức quá trời tức. Mọi người ơi, ở trong đây rất là vui. Và đặc biệt là mọi người đến làm xe que phải ghé qua bên khu food court. Ở trong đây toàn là BD. Khoan, khoan, food court tiếng Anh đúng chưa? Food court. Không, không anh, food court. Food court. Phải không? Ừ, food court. Đại vậy đó ơi. Kìa, trả tiền. Dạ. Đó, mọi người ghé vô khu food court để mọi người thưởng thức các món ăn ngon ở trong đây nha quý vị. Đặc biệt ở trong đây là toàn là BD không à, gọi là hội chợ BD. Đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp mà người còn đẹp nữa, tha hồ mà lựa trời ơi. Nói chung là mọi người nào mà có chưa có chồng, chưa có vợ, chưa có bồ gì đó đi lựa, hiểu không má này nè. Ừ, đó vô đây là lấy em làm chồng nha quý vị nha, dạ đang kiếm vợ. Tới luôn hả? Chào mọi người nha. Mà mọi người ơi, cái mô hình này thì sắp tới á là phải phát triển cái mô hình food court giống như mô hình là chợ đêm ở Thái Lan, rất là đặc biệt. Cho nên là bây giờ thì có thể là nó còn chờ hơi vắng vẻ và chưa hoàn thiện. Cho nên là đây cũng là cái cơ hội để cho mọi người đến đây thưởng thức cái món ăn ngon. Và cũng giống như là dễ dàng là những cái vị khách đầu tiên đến đây để check in sớm nhất cùng với tất cả mọi người bạn bè. Tại vì
theo như thông tin đó là từ đây tới Tết là sẽ phát triển cái nơi đây và nó sẽ mở ra mấy cổng đầm sen ngay cái chỗ luôn quá trời. Là sẽ là thành một cái khu rất là đặc biệt. Hội chợ Thái Lan mốt ngay chỗ này cái bàn thờ Thái Lan. Đó luôn hả? Ờ. Vậy là tôi ngay bàn thờ đúng không? Ngay bàn thờ mốt phải cúng bà rồi. Thiệt. Mốt là có bàn thờ Phật bốn mặt. Là làm ngay góc đó luôn. Là coi như là trong cái khuôn viên này là giống như cái chợ đêm Thái Lan vậy đó. Toàn là BD không? BD. Đó. Rất là đặc biệt. Mọi người rảnh thì ghé đây chơi nha. Bóng kính có, bóng lộ có, bóng hổng kính hổng lộ cũng có luôn. Bóng nửa chừng là đã còn đứng ở đây chắc đi. Ờ đó. Bóng xăm mình có luôn, bóng hổng xăm mình cũng có luôn. Đầy đủ hết trơn vậy đó. Bóng nói đớp có luôn. Một bóng nói đớp thôi. Đâu? Cô bán thịt nướng á má. Ngày nào cũng đòi lấy em hết trơn. Người ta kêu có con câu mà nói nãy giờ ta ngưng không có được luôn á má. Nói vậy đi cho dư liếp ra. Hiểu không? Đó là mọi phút người. Dư á, còn không đủ thì xin liếp thêm mà giờ đang dư luôn. Rồi, mọi người ơi, xem thì nhớ nhấn vô like, subscribe, ủng hộ cho Lotto GPT. Cái gì bỏ cho mọi người. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người.